Sáng nay tại thành phố Phú Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì làm việc với nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Phú Quốc để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án của doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, các công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Minh Phú Quốc, công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Bãi Sau Phú Quốc, công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Xanh Phú Quốc kiến nghị sớm bố trí khu vực tái định cư và thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 3 dự án lô số 3, 4 và 8 tại khu phố 4 phường An Thới thành phố Phú Quốc, xem xét chuyển đổi từ đất rừng phòng hộ sang đất du lịch của dự án khu La Veranda Bãi Sau Resort và dự án khu La Veranda Villa Bãi Sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn khu nghỉ dưỡng Gầm Ghì Lavenda kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang sớm trình Hội đồng thẩm định giá đất dự án khu du lịch sinh thái Gầm Ghì Resort diện tích 39.789 m² và sớm trình cấp có thẩm quyền ký ban hành giá thuê đất để chủ đầu tư có cơ sở hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát đề xuất khu tái định cư tại chỗ phải gắn với dự án của nhà đầu tư để đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật, sớm ban hành thông báo thu hồi đất. Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hoàng kiến nghị sớm phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân trong dự án khu dân cư Xuân Hoàng trong năm 2023 để công ty sớm được bàn giao đất và tiến hành các thủ tục tiếp theo của dự án. Công ty cổ phần đầu tư địa ốc thành phố đảo Phú Quốc kiến nghị thành phố đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho nhà đầu tư, thực hiện dự án khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm tại xã Bãi Thơm. Công ty cổ phần xây dựng thương mại Đông Sơn kiến nghị sớm tháo gỡ khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng của dự án khu dân cư hỗn hợp Đông Sơn Phú Quốc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất cho dự án, bàn giao cho chủ đầu tư để thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất. Đồng thời xử lý các công trình xây dựng trái phép hình thành khu dân cư không đúng quy định trên đất của dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp của các công ty với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện dự án trong thời gian qua, giải quyết khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư. Đồng chí Lâm Minh Thành chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc chủ trì phối hợp rà soát đánh giá lại khu tái định cư Suối Lớn 73 ha ở ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ để hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân đối với 3 dự án lô số 3, 4 và 8 tại khu phố 4 phường An Thới gắn với quyết toán dự án khu tái định cư. Liên quan đến các kiến nghị sớm ban hành giá đất cho các dự án, đồng chí Lâm Minh Thành cho biết vừa qua tỉnh gặp khó khăn trong xây dựng giá đất, hiện Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lại việc xây dựng giá đất. Cơ quan thẩm định của tỉnh đang thực hiện bộ quy trình xây dựng giá đất. Tỉnh đang đẩy nhanh quá trình ban hành giá đất để nhanh tiến độ để tháo gỡ cho các nhà đầu tư. Về kiến nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành cho biết, hiện quy hoạch chung của tỉnh đang chỉnh sửa trình các bộ ngành trung ương có ý kiến, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là cơ sở để tỉnh căn cứ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong đó có đất các dự án. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà soát lại hết các dự án trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ thủ tục để khi có quy hoạch chung của tỉnh, doanh nghiệp căn cứ vào đó đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định. Một số kiến nghị của nhà đầu tư liên quan đến hỗ trợ và tái định cư tại chỗ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành ghi nhận và giao cho các cơ quan chức năng và thành phố Phú Quốc rà soát chặt chẽ các quy định của pháp luật để sớm giải quyết những vướng mắc để nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án. Về giải phóng mặt bằng dự án khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm, đồng chí Lâm Minh Thành giao Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo trình tự thủ tục các bước để xử lý theo quy định. Về các công trình nhà ở xây dựng trái phép lấn chiếm đất dự án, đồng chí Lâm Minh Thành chỉ đạo tổ công tác đặc biệt kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn thành phố Phú Quốc, phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc và các cơ quan có liên quan lập biên bản, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.